Thưa quý vị, khi bản danh sách sơ bộ 34 cầu thủ chuẩn bị cho Asian Cup 2023 lộ diện, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra khi thấy hai nhân tố giàu kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia Việt Nam vắng mặt, đó là cầu thủ Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philip Chuze lại gây bất ngờ khi thay đổi vào phút chót. Thông tin vừa rồi đã khép lại hành trình bóng đá Việt trong suốt năm 2023. Thay mặt cho FPT Play, Hiền Ngô cùng đội ngũ ekip xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành theo dõi. Chúc quý vị tận hưởng ngày cuối cùng của năm 2023 trọn vẹn và ý nghĩa. Đừng quên, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong năm mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin bóng đá Việt năm 2024. Với việc đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều ca chấn thương, huấn luyện viên Philip Chuze mới đây đã triệu tập bổ sung bộ đôi Hồ Tấn Tài của Công an Hà Nội và Bùi Tiến Dũng của Viettel. Đây đều là hai gương mặt trụ cột dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình dưới thời ông Chuze. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam cũng phải nói thêm lời chia tay với ba thành viên gồm thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Đức Chiến và tiền đạo Thanh Nhàn. Văn Lâm bị tổn thương gân Asin, Đức Chiến bị chấn thương xương mu, trong khi Thanh Nhàn gặp chấn thương cổ chân và dự kiến phải mất khoảng 3 tuần mới có thể tập luyện trở lại. Ở một diễn biến khác, tuyển thủ Phúc San Việt Nam Nguyễn Đắc Huy đã chính thức giải nghệ ở tuổi 32. Anh là thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2021 và từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Nga ở vòng 1/8 của giải đấu này. Trong sự nghiệp của mình, Đắc Huy đã khoác áo 3 câu lạc bộ Phúc San là Tân Hiệp Hưng, Thái Sơn Nam và Sahako, giành 5 chức vô địch quốc gia và 3 cúp quốc gia. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play. Bảo hiểm FWD và ngân hàng Vietcombank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bảo hiểm FWD, bảo hiểm dễ hiểu. Bảo hiểm FWD, bảo hiểm dễ hiểu. Ra đời trong gian khó, từ niềm tin chung của hàng triệu trái tim. Trong chiến tranh dựng con đường huyền thoại, chung niềm tin đất nước sẽ vẹn toàn. Tiên phong vượt gian nan, chung niềm tin chuyển mình vững chãi. Lướt nhịp số đi nhanh, chung niềm tin muôn thế hệ đồng hành. Khẳng định vị thế dẫn đầu, 60 năm lớn mạnh cùng đất nước. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai. Tết tặng Enlin, năm thịt thêm khỏe. Mua Enlin trên lì tây và lì cao cấp, nhận ngay ấm đun chất lượng cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn, số lượng có hạn, mua ngay. Khởi đầu năm mới với Red Bull, cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực sung sức cả năm. Gửi muôn vị hạnh phúc, trao sung túc mọi nhà, mang hương xuân thuần hòa, ngọt ngào thay lời chúc thịnh vượng và an khang. Majestic, thịnh vượng ngày xuân. Về nhà sống trọn khoảnh khắc. Lace, Tết đến gần kề. Bom hàng nữa hả? Xin vía may mắn. Snack khoai tây Lace phiên bản Tết mang nụ cười vui vẻ. Lấy vía may mắn ngay. Lace ngon giòn giả.
Có lấy Tết này, cười vui lấy vía. Cả ngày qua sân lao xô trà, cả năm chưa ngơi, mệt mỏi rồi bởi hứng độ sảng khoái, làm từ lá trà Thái Nguyên, cùng EGGG và vitamin C. Khi uống trà trà là hết căng thẳng, chung sức sống nhà, cười lên đi thôi. Trà xanh hứng độ, Tết không căng thẳng, giải nhiệt đón xuân. Khoảnh khắc quây quần bên bàn ăn Tết kéo các thế hệ lại gần nhau hơn. Coca-Cola gắn kết làm nên Tết diệu kỳ. Đang sữa đã đến đây, đậu đỏ nên mắt đủ đầy. Cùng ăn chỉ ngon nên món ăn ngon, nhà ta luôn rộn rã tiếng cười. Ngon, trèo vị ngon nhân đôi, đón Tết vạn điều may. Chỉ nỡ mơ thôi. Yeah. Oppo Find N3 Flip gặp để tỏa sáng, mua ngay hôm nay. Oppo Find N3 Flip gặp để tỏa sáng.